Hoa Thác chậm rãi kể lại các khoảnh khắc gián đoạn ngắt quãng. Ký ức năm xưa, hắn chỉ có thể nhớ được vài tình tiết. 3 năm trước, trong lúc ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, Dung Chỉ nói hắn rơi vào hoàn cảnh này là vì Thiên Như Nguyệt. Hắn bị quản chế, cơ thể suy bại. Cách giải quyết duy nhất cũng nằm trên người Thiên Như Nguyệt. Qua những lời nói hỗn loạn của Hoa Thác, Sơ Ngọc hiểu ra một vài việc. Dung Chỉ vốn có trình độ kiếm thuật tuyệt thế, thậm chí còn cao hơn cả Hoàng Tuyệt. Chỉ có Thương Hại Mai Gia thắng được Dung Chỉ. Điều đó cũng nằm trong dự đoán của Sở Ngọc. Nhưng ngoài dự đoán là tình cảnh Dung Chỉ trở nên như hôm nay là do Thiên Như Nguyệt tạo ra một ức chế gì đó trên người hắn, cơ thể hắn suy kiệt cũng liên quan đến cái này. Không phải việc hủy bỏ võ công của tiểu thuyết võ hiệp, còn cụ thể là cái gì thì bởi lúc đó Hoa Thác uống say, lại do thời gian đã lâu nên không nhớ rõ lắm. Nhưng có thể xác định chắc chắn là nếu giải trừ được ế chế thì có lẽ cứu được Dung Chỉ. Thiên Như Nguyệt đã chết. Thiên Như Nguyệt. Thiên Như Kính là đầu đệ của Thiên Như Nguyệt. Tuy Thiên Như Nguyệt đã chết, nhưng hình như Thiên Như Kính đã từng nói hắn kế thừa mọi thứ của sư phụ. Vừa rồi Dung Chỉ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Sơ Ngọc cảm thấy rối loạn, bế tắc, thậm chí hoàn toàn quên mất ý muốn trở về. Nghĩ đến Thiên Như Kính, nàng mới nhớ ra chiếc vòng tay. Phương pháp Thiên Như Nguyệt dùng để chiến giữ Dung Chỉ có phải là nhờ công năng của chiếc vòng? Nếu đúng, điều kiện tiên quyết là nàng phải khởi động và sử dụng được chiếc vòng. Nếu không sử dụng được thì muốn cứu người hay trở về cũng chỉ là ảo tưởng. Đợi Hoa Thác đi khỏi, Sở Ngọc nhẹ chân bước đến, cẩn thận ngồi quỳ xuống mép giường. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gò của Dung Chỉ. Gương mặt hắn trắng bệch, tựa như lớp tuyết từ xốp, chỉ cần chạm là tan biến. Sở Ngọc đưa tay định xào vào mặt Dung Chỉ, chỉ còn cách cầm hắn chừng 3 tấc thì nàng khựng lại. Có ảo giác như là đưa ra thêm là chạm vào lưỡi dao sắc chảy máu. Nhưng Sở Ngọc chỉ lưỡng lự khoảng 3 giây. Bị dao sắc cửa tay cũng được. Ngón tay nàng chạm vào cầm hắn, dừng trong khoảnh khắc, rồi thuận theo đường nét gương mặt chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng ở đuôi lông mày hắn. Ngón tay nàng lưu luyến, da hắn lạnh lẽo như sương giá giữa trời đông. Cho dù còn có lò sưởi trong phòng nóng rực cũng không thể làm cho cơ thể hắn ấm lên chút nào. Lạnh lẽo như một xác chết. Thật sự khó khăn. Sơ Ngọc buột miệng, đứng dậy rời đi. Lúc nàng bước ra ngoài, trời đã lấp lánh sao. Áo Lam vẫn đứng ngoài cửa chờ. Bây giờ là mùa đông, đêm xuống trời càng lạnh. Không biết Áo Lam đã đứng ngoài bao lâu, không ngừng lắc lay dậm chân, mặt tái xanh tái xám, trông thật đáng thương. Thấy Sở Ngọc bước ra, bất chấp cơ thể rét lạnh, Áo Lam vội nhanh chóng nghênh đón. Công chúa, bây giờ người có dùng cơm không? Nghe nàng ấy hỏi vậy, Sở Ngọc mới nhặt mình nhớ ra. Sáng nay, sau khi lo sự Thiên Như Kính và Việt Tỷ Phi, lại bất ngờ được tin Dung Chỉ hôn mê, nàng lo lắng đến mức không để ý rằng trời đã tối lúc nào, chứ đừng nói là ăn cơm. Ăn qua loa một chút, Sở Ngọc quay trở lại chỗ hai người mà nàng định thẩm vấn. Cánh cửa bị Hoa Thác đánh gãy đã được thay. Sở Ngọc gõ 2 cái, bên trong truyền ra giọng nói trầm tĩnh. Ai đó? Là ta. Sơ Ngọc thản nhiên đáp. Cửa mở, Hoàn Viễn với vẻ mặt ngạc nhiên đứng ở ngưỡng cửa, dẫn Sơ Ngọc vào phòng. Bước vào, Hoàn Viễn lập tức khép cửa, rồi mở chữ tủ to đứng bên cạnh tường. Trong ngăn tủ lớn nhất là hai người lúc này đã mất khả năng phản kháng. Thiên Như Kính và Việt Tỷ Phi vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuy bây giờ Thiên Như Kính đang ở trạng thái mặc người ức hiếp, nhưng thanh danh hắn vẫn gắn với sự thần bí vượt trên cả thế tục. Hoàng Viễn không giống Sở Ngọc, không biết chân tướng sự việc, nên trong lòng hắn, Thiên Như Kính vẫn coi như là một dạng thần tiên. Vậy mà bây giờ, nhìn hắn bị trói chặt cầm tù, còn bị Sở Ngọc tùy ý chọc ghẹo. Đối với Hoàng Viễn, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Bây giờ, mặc dù hắn đứng về phía Sở Ngọc vô điều kiện, nhưng nhìn nàng gây sức ép với một vị thần tiên thật sự không phải là chuyện hào hứng gì.
Đồng thời hắn cũng chấn động vì sự liều lĩnh của Sở Ngọc. Nàng dám miệt thị thần linh, sao nàng dám làm như thế? Không hề có ý kính sợ thiên địa thủy thần. Thậm chí sau khi đã biết về pháp lực thần công quảng đại của Thiên Như Kính, bất chấp quỷ thần đối với thuyết suy vật ở thế kỷ 21 là một việc bình thường, nhưng đối với người cổ đại vốn tin tưởng với quỷ thần là không thể tưởng tượng nổi. Muốn thoát khỏi tâm lý đó thì phải ở vị trí cao nhất nhìn xuống, phải có bản tính lạnh lùng, vô tình, nghiêm nghị. Hoàn Viễn lại không có tính cách đó. Hắn quá cầu nệ, quá ôn hòa. Sở Ngọc không biết những dao động trong lòng Hoàn Viễn. Nàng nhờ hắn kéo Thiên Như Kính lại, trói lại trên ghế như lúc trước, rồi nàng bê lên chiếc chậu đồng đã hai lần đặt xuống. Không chút lưu tình, hất cả chậu nước lại xuống đầu Thiên Như Kính. Mặt hắn ướt nhèm, nội y phục cũng thấm ướt sũng. Lần này cuối cùng không có ai xông đến quấy giày. Hoàn Viễn không tự chủ được quay mặt đi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng khổ sở của Thiên Như Kính. Tuy trước đó hắn đã khổ sở quá nhiều rồi, những vết đỏ trên mặt Thiên Như Kính đã nhạt đi, mặt mũi tóc tai bị ướt tước, phác họa đường nét tuấn tú đẹp đẽ. Hàng lông mi dài ngập trong bọt nước, làn da trắng trẻo càng sáng ngời dưới làn nước, trông rất động lòng người. Đột nhiên bị nước lạnh dội xuống, Thiên Như Kính cứng người, sau đó hàng mi run nhẹ nhẹ. Hắn chậm rãi mở to mắt, hai con người trong trẻo tinh khôi đối diện với Sở Ngọc. Nhìn thấy Sở Ngọc, ban đầu Thiên Như Kính mở mịt, dường như ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại ở chỗ này. Một lúc sau, có lẽ đột nhiên hiểu ra chuyện gì, khuôn mặt hắn hiện lên đủ loại thần sắc phức tạp, nửa muốn khóc, nửa muốn cười. Thì ra là thế, ta đã hiểu nhầm ý nàng. Thiên Như Kính nói rất nhỏ, âm thanh khẽ đến mức không thể nghe thấy. Sở Ngọc chỉ thấy là môi hắn khép mờ, không nghe thấy gì, không nhận được truy hỏi. Ngươi vừa nói gì? Thiên Như Kính nhìn nàng chăm chú, rất chăm chú. Trong đôi mắt hắn không rõ thứ tình cảm gì đang biến ảo, càng lúc càng chậm, càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không dấu vết, chỉ còn ánh sáng thanh khiết an tĩnh. Hắn cất tiếng, rõ ràng từng chữ một. Ta nói, ta sẽ không đồng ý, tuyệt đối không. Giây phút đầu tiên tỉnh lại, hắn cảm thấy cả người bị trói chặt. Hơn nữa, còn thiếu một thứ vẫn đang mang bên mình, ngay cả lúc tắm gội cũng chưa từng tháo xuống. Giá trị của thứ đó chỉ có Sở Ngọc biết, mà bây giờ không còn trên tay, trong khi hắn lại bị nàng bắt trói. Tất nhiên là nàng đã lấy chiếc vòng rồi. Sau khi tỉnh táo hẳn, chỉ hơi suy nghĩ một chút, Thiên Như Kính có thể hiểu ra tình hình. Sau đó hắn cảm thấy nhớ bút trong lòng. Thứ mà Sở Ngọc muốn là chiếc vòng tay. Nói một cách khác, toàn bộ giá trị của hắn với nàng chỉ nằm ở thần vật. Sở Ngọc nhíu mày, hơi kinh ngạc trước ngữ khí kiên định của Thiên Như Kính. Ta còn chưa nói muốn cái gì, sao ngươi đã một mực chắc chắn là không đồng ý? Thiên Như Kính lặng lặng nhìn nàng. Còn có thể là gì? Chẳng phải nàng tới vì dung trị sao? Trái tim như một vật nhọn đâm vào đau đớn, nhưng vẻ mặt Thiên Như Kính vẫn lãnh đạm sừng sững. Hắn nói từ tốn nhưng kiên quyết. Thần vật trói buộc dung trị khiến hắn không thể làm những việc theo ý muốn. Chắc điều này nàng cũng biết, nhưng có lẽ các người không biết. Thần vật tuy trói buộc hắn, nhưng cũng bảo toàn tính mạng cho hắn. Nếu thần vật rời khỏi cơ thể ta, sẽ tạo thành vết thương chí mạng cho dung trị. Có lẽ bây giờ hắn đang hấp hối. Nàng nói xem, có phải hay không? Giọng nói Thiên Như Kính trong trèo, vô tình như dòng nước có thể nhìn thấy đáy. Nàng tưởng vì hắn, nhưng thật ra lại làm hại hắn. Bây giờ lại muốn dựa vào ta để tìm cách cứu hắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên cứng rắn. Nhưng đừng hòng. Nàng thích dùng chỉ vì nam tử đó mà hạ dược để đoạt lấy thứ quan trọng nhất của hắn, thậm chí còn vì người đó mà lúc này ép hỏi hắn.
thì Như Kính hơi hơi khép mắt lại. Hắn không biết đây có phải là nỗi đau mà người đời vẫn nói hay không, giống như có lưỡi dao sắc bén đang từ từ cắt trái tim hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Lần đầu tiên hắn ao ước mình trở thành người khác, là người trong lòng nàng, được nàng quan tâm lo lắng, chứ không phải kẻ đối địch thế này. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trình Như Kính chỉ đoán đúng một phần. Tuy giờ phút này sợ Ngọc với Dung Chỉ mà tới, nhưng lý do ban đầu thì hắn đã đoán sai. Sở Ngọc bình tĩnh nhìn Thiên Như Kính, không nói năng gì. Nàng chỉ cho hắn xem tất cả các ngăn tủ, dương hòm đã mở sẵn trong phòng, nói hắn thấy những dụng cụ cất giấu trong đó. Rồi nàng đến trước mặt hắn lạnh lùng hỏi: những thứ này, chắc ngươi biết ta định làm gì chứ? Thiên Như Kính đảo mắt qua tất cả những thứ đó, trên vẻ mặt không có chút chấn động hay sợ hãi. Nghe Sở Ngọc hỏi, hắn chậm rãi khép mắt lại. Tùy nàng. Hắn đã uống hết chén rượu đó, không còn tiết sinh mệnh này nữa. Sở Ngọc muốn thế nào? Tùy nàng. Nhưng hắn sẽ không cứu Dung Chỉ, càng không hướng dẫn nàng cách cứu Dung Chỉ. Không chỉ bởi tình cảm cá nhân, mà còn là trọng trách mà sư phụ giao phó. Dung Chỉ không phải người tầm thường, hắn có khả năng ảnh hưởng lớn đến cục diện thiên hạ. Một người như vậy mà thi thố tài năng nhất định sẽ xưng hùng xưng bá một phương. Vậy mà trong thiên thư không hề nhắc đến cái tên này. Nói cách khác, nếu Sở Ngọc nhất định phải tiêu vong thì Dung Chỉ cũng không nên tồn tại trên đời. Trên gương mặt Thiên Như Kính là vẻ bình tĩnh, kiên quyết, cho người ta cảm giác hắn đã lĩnh ngộ thông suốt, như đã chuẩn bị sẵn sàng soi cực hình ô khổ ải, thậm chí là cái chết. Đây là thái độ sẵn sàng tử vì đạo. Hắn tình nguyện trả giá vì niềm tin của mình. Nếu trải qua cực hình, hắn sẽ dùng đức tin để chống đỡ. Nếu phải chết, hắn sẽ coi đó là cái chết xứng đáng. Cái chết có ý nghĩa. Vì cảm nhận được nên Sở Ngọc cũng bị chấn động. Nếu là bình thường, không phải chuyện liên quan đến mình, Sở Ngọc chắc chắn sẽ kính trọng Thiên Như Kính và không muốn vọng phạm đến hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, nàng không thể kính trọng mà thậm chí tức giận vì sự cố chấp của hắn. Hắn không có dù chỉ một tia dao động hay lo lắng, cự tuyệt nàng ngay lập tức, hoàn toàn không dỗ dành cho thương lượng hay nhân nhượng chút nào. Đối với thái độ ngoan cố như đá tảng này, Sở Ngọc không biết phải làm sao. Nàng thậm chí có dự cảm dù có luân phiên dùng thập đại khổ hình gia tăng trên người Thiên Như Kính, con người cố chấp hơn đá này sẽ không nhả ra dù chỉ nửa câu. Huống chi nàng không phải người đủ tàn nhẫn để có thể dùng cực hình tra tấn hắn. Trong phủ công chúa, với thủ vệ canh phòng cẩn mật, một bóng đen từ góc tối bay xoẹt qua. Một lúc lâu sau, bóng đen không bị ai phát hiện lẻn vào Mộc Tuyết Viên, không một tiếng động bước đến bên giường Dung Chỉ. Áo trùm đen bên ngoài đã cởi bỏ, bên trong lộ ra hai người. Trong đó, một người mặc áo đỏ tươi, chính là Hòa Thác. Hòa Thác nhẹ chân đến bên cửa sổ, nghe ngóng bên ngoài, xác định không làm kinh động bọn thủ vệ, hắn mới quay lại giường. Tên gia nhân phụ trách chăm sóc Dung Chỉ đang ngủ lăn lóc bên chiếc bàn trà ở ngoài gian. Lúc Hòa Thác tiến vào, chắc chắn rằng tên kia đã ngủ say. Nhìn gương mặt trắng bệch tiều tụy của Dung Chỉ, Hòa Thác nhăn mặt, rút từ trong áo ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng, lấy ra một viên thuốc đỏ to bằng ngón cái, đút vào miệng Dung Chỉ. Một lát sau, lông mày Dung Chỉ khẽ động đậy, khóe miệng lại trào ra một dòng máu tươi, nhưng hắn từ từ mở mắt. Thấy Dung Chỉ đã tỉnh, gương mặt lo lắng của Hoa Thác rốt cuộc cũng giãn ra một chút. Hắn cúi xuống đỡ Dung Chỉ ngồi dậy, tay chạm vào cơ thể gây mòn tiêu tụy dưới lớp y phục, trong mắt lại hiện lên vẻ phiền muộn. Hoa Thác còn dẫn một người khác tới. Người đó có vẻ thư sinh yếu ớt hơn, nửa mặt trên đeo một chiếc mặt nạ đen, chỉ lộ ra nửa dưới với làn môi và chiếc cằm xinh xắn gợi cảm. Người đó thấy Dung Chỉ tỉnh lại, vội vàng định quỳ xuống hành lễ. Nhưng thấy Dung Chỉ mỉm cười, hắn bèn dừng động tác, bước tới. Dung Chỉ chậm rãi lắc đầu. Đã nhắc bao nhiêu lần, ở trước mặt ta có thể miễn nghi thức, nói chuyện chính đi. Chỉ vài câu ngắn ngủi,
hắn đã thể hiện rõ quyền chỉ đạo. Hoạt Hắc đứng một bên im lặng trầm mặc, còn người kia cũng cúi đầu nghe sai bảo. Thời gian cô ta không còn nhiều, giả vờ không chống đỡ nổi, té xỉu là để lừa Thiên Như Kính. Nhưng thật sự thời gian sống của ta cũng chỉ còn một tháng nữa thôi. Hắn nói ung dung trầm tĩnh, như thể người suy sụp sắp chết vào là ai khác chứ không phải chính mình. Bởi vậy, Hoạt Hắc, ta có chuyện giao cho ngươi. Công chúa đến 8 phần là không thể hỏi cách điều khiển chiếc vòng từ tay Thiên Như Kính. Tính tình Thiên Như Kính, ta biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thuyết phục như vậy. 3 ngày, trong vòng 3 ngày, nếu công chúa không thành công, ngươi hãy thay ta nên lấy chiếc vòng trả cho Thiên Như Kính, rồi thả huynh đệ bọn họ ra. Vì sao vậy? Không nên làm thế. Hoạt Hắc và người hắn đưa tới cùng cất tiếng nghi vắng hoặc phản đối. Dung Chỉ khẽ mỉm cười, vầng trán phẳng phất như đỉnh núi băng tuyết xa xôi, không thể với tới. Vẻ trầm tĩnh ung dung khiến hai người kia dần tỉnh tĩnh lại. Các người hãy từ từ nghe ta nói. Dung Chỉ chậm rãi cất tiếng. Nhất là Hoạt Hắc, người thường nóng nảy hấp tấp, làm việc theo cảm tính. Vì thế trước đây, ta giấu ngươi một số chuyện. Bây giờ có lẽ cũng nên cho ngươi biết. Ta không rời khỏi phủ công chúa vì hai lý do. Thứ nhất, nơi này rất tiện để thực hiện kế hoạch. Thứ hai, là bởi vì Thiên Như Nguyệt quản chế ta. Không biết hắn đã làm gì, nhưng biến ta thành bộ dạng hôm nay. Dung Chỉ nói ngắn gọn về tình cảnh của mình, sau đó tiếp lời. Những năm qua ta đã bố trí sắp xếp, bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Tuy công chúa xuất thủ nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng điều đó cũng không thể cản trở kế hoạch. Chỉ có điều, vì sao Sở Ngọc lại muốn có chức vong? Nàng vội vã, thậm chí chấp nhận mạo hiểm như thế là vì sao? Dung Chỉ đã từng suy nghĩ về điểm này, nhưng không tìm thấy đầu mối nên tạm thời không nhắc đến. Hoạt Hắc, hãy giám sát công chúa cẩn thận. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần không để nàng giết Thiên Như Kính. Ngoài ra nàng muốn làm gì cũng được. Sau 3 ngày, ngươi hãy lén trộm chiếc vòng và giải cứu Thiên Như Kính. Lúc bước vào phòng, Hoạt Hắc mang theo khí lạnh ngoài trời nên cảm thấy khá rét. Nhưng nhờ hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng tiêu tan. Hắn bình tĩnh hơn, liên hệ trước sau với những điều Dung Chỉ vừa nói. Cất tiếng hỏi. Ta cứu Thiên Như Kính ra, lấy ơn đó để yêu cầu hắn cứu ngươi phải không? Chẳng lẽ đơn giản như vậy? Dung Chỉ khẽ mỉm cười. Tất nhiên là không phải. Nếu ngươi lấy điều kiện đó để ép Thiên Như Kính, e rằng hắn thà chết cũng không nhận ân huệ của ngươi, lại càng tuyệt đối không chịu giúp ta. Huống chi năm đó ta đã quyết định so tài với Thiên Như Nguyệt. Dù Thiên Như Nguyệt đã chết, bây giờ chỉ còn Thiên Như Kính dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng ta cũng không muốn lợi dụng cơ hội này, càng không bao giờ cầu xin hắn ta giúp đỡ. Ta muốn bọn họ cam tâm tình nguyện cúi đầu trước ta. Về mặt hắn bình thản, cùng với âm thanh đàm thoại vừa tao nhã vừa mênh mông, phảng phất như danh kiếm tuyệt thế ẩn hiện trên vầng trán sáng ngời. Mặc dù đang bị kẻ khác quản chế, nhưng hắn không hề có chút gì lo lắng hay bối rối. Ngược lại, dường như hắn mới là kẻ chỉ đạo tất cả. Người khác chỉ có thể thuận theo ý của hắn mà làm việc. Dung Chỉ nhếch khóe miệng yếu ớt. Về việc làm thế nào để ép buộc Thiên Như Kính, ngươi không cần lo. Nói xong, hắn liền quay sang người kia. Hôm nay ta bảo Hoa Thác dẫn ngươi đến đây là để ngươi an tâm. Sau này ta sẽ bị hôn mê nhiều lần hơn, khó có dịp nói chuyện. Ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần làm theo những gì Hoa Thác nhắn với ngươi. Tùy thời mà linh hoạt ứng phó, với tài trí của ngươi chắc cũng không khó khăn gì. Người đó cúi đầu, trong bóng tối cất lên tiếng nói trầm thấp như hòa. Dạ, tiểu nhân đã rõ. Ngừng một lát, hắn lại mở miệng. Công tử, xin thứ cho ta mạo muội, nhưng có một chuyện mong công tử giải thích.
Dung chỉ vừa nói một hơi dài nên cảm thấy khá mệt. Hắn nghỉ ngơi trong khoảnh khắc rồi mới đáp lời. Nói đi. Sao công tử lại dung túng cho công chúa như thế? Công tử lần này gặp nguy hiểm lớn đến tính mạng. Sao một ngày là cùng lại cần đến 3 ngày? Bây giờ thả Thiên Như Kính ra luôn không phải tốt hơn sao? Người đó nói với vẻ bất bình. Lại nói ngày đó ả bị bắt cóc, công tử cần gì phải mạo hiểm đi cứu, thậm chí còn dùng cả toàn lực để bảo vệ. Những năm qua ả tùy tiện làm càn, bây giờ nhận lấy hậu quả xứng đáng cũng là phải đạo. Trong giọng điệu của hắn còn có cả sự căm hận. Mấy câu đầu còn gọi Sở Ngọc là công chúa, về sau không thèm kêu danh xưng mà gọi luôn là ả. Nói đến cùng, sự căm hận của hắn hơn một nửa là do tình trạng suy yếu tồi tệ hiện nay của Dung Chỉ. Nếu không phải tại nàng, Dung Chỉ sẽ không ốm yếu đến mức này. Cũng không phải hắn muốn Sở Ngọc chết đi, nhưng nếu Dung Chỉ không toàn lực để bảo vệ nàng thì sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Hơn nữa, theo như hắn biết, Sở Ngọc là một trong những đầu sỏ giam hãm vây khốn Dung Chỉ suốt những năm qua. Bây giờ nàng bị báo ứng cũng không có gì lạ. Dung Chỉ nghe người kia nói với giọng bất bình phẫn nộ, trong mắt vẫn là ý cười, thái độ cực kỳ ung dung, lẳng lặng đợi hắn nói xong. Dung Chỉ mới chậm rãi cất tiếng. Ngươi có biết người khác ta ở điểm gì không? Hắn không giải thích mà lại hỏi một vấn đề dường như không liên quan. Người đó ngẩn ra, tưởng là Dung Chỉ tức giận, vội vàng sợ hãi cúi đầu. Công tử tài trí như thế, sao ta có thể sánh kịp? Ta tất nhiên là không có điểm nào so với công tử. Tuy hắn khiêm tốn, nhưng những lời này cũng thật tâm hắn mà nói. Nói chân thành từ đáy lòng, chứ không phải vì muốn nịnh nọt Dung Chỉ mà nói ra những lời trái với lương tâm. Dung Chỉ biến nhắc. Sao phải tự tin như thế? Đây cũng là lỗi của ta. Người đã theo ta một thời gian cũng học được không ít mưu đồ kế sách. Có thể thấy, nhiều lần ngươi đã tự bày binh bố trận, thi triển thủ đoạn, tiến bộ rất nhanh, cũng rất nhàn hiểm. Khuôn mặt người đó che dưới lớp mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy hai tay hắn đỏ lên vì những lời nói của Dung Chỉ. Hai chữ nhàn hiểm dù sử dụng trong trường hợp nào cũng không phải là ý tốt, nhưng vì sự ngưỡng mộ và phục tùng tuyệt đối với Dung Chỉ, hắn vẫn chưa mở miệng giải thích hay phản bác. Dung Chỉ thở dài. Thời gian để ta dạy dỗ ngươi không còn nhiều. Tật xấu của ngươi chỉ có thể tự bản thân ngươi dần dần khắc phục. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, quá mê muội trong âm mưu quỷ kế thì sẽ đánh mất bản thân mình. Tự giải trí kể, sở lầm, sở mê, sở ngự. Muốn tinh thông kế thì phải vượt lên trên tất cả các mưu kế đó. Giữ mình có cái tâm rộng lớn, chính chủ, đường hoàng. Về thể chất, hắn đã suy yếu đến mức không còn nhấc nổi một thanh kiếm. Nhưng thần thái ung dung, lời nói nhẹ nhàng, miệng mỉm cười, trong mắt như có sắc bén của ngàn vạn kiếm. Là cỡ nào khí phách, là cỡ nào phong độ. Hòa Thác vẫn chăm chú nhìn, bỗng nhìn bật cười. Cho đến hôm nay, ta mới thấy được phần nào của Dung Chỉ ngày xưa. Vốn cứ tưởng rằng, những năm khốn đốn vừa qua đã bào mòn khí phách, khiến người trở nên yếu đuối rồi chứ. Dung Chỉ cười cười nhìn Hoa Thác, lại quay sang người kia nói tiếp. Bây giờ ngươi dùng kế sách đã thông thạo, không nên chấp nhận những chuyện tiểu tiết không liên quan như thế. Dù ta và công chúa ngày xưa có chút hiềm khích, nhưng chẳng qua là do suy nghĩ của mỗi người khác nhau mà thôi. Bây giờ nếu ta dùng thủ đoạn tàn bạo để báo thù, khiến nàng chịu nhiều đau khổ, thì cũng có giúp ích gì cho đại cục đâu. Hắn cực kỳ thong thả, cực kỳ ung dung mà nói. Cho đến nay, kẻ thù số 1 của ta là Thiên Như Nguyệt, chứ không phải nàng. Không làm tổn thương đến Sở Ngọc, thậm chí là bảo vệ nàng, là bởi vì không quá cần thiết,
phải làm tổn thương. Báo thù làm hại nàng không phải là mục đích của hắn, cũng không giúp ích gì cho mục đích của hắn. Vậy thì việc gì phải làm những điều thừa thãi? Hơn nữa Dung Trì đã biết Sở Ngọc hiện tại không giống với Sở Ngọc trước đây, chẳng qua xuất phát từ lý do mà chính hắn cũng không hiểu và chưa từng nghĩ sâu xa. Hắn không muốn cho người khác biết điều này. Nhưng Sở Ngọc muốn ra tay với Thiên Như Kính không hề cản trở kế hoạch của hắn, vì sao hắn lại phải ngăn cản nàng? Sở Ngọc muốn làm, hắn sẽ thuận theo cách của nàng. Người giỏi mưu tính thật sự không phải là người tinh thông mọi mưu ma trước quỷ trên thế gian. Đó là phải biết phân biệt điều gì cần, điều gì không cần cho đại cục, không lạm dụng cái ác, không sa đà vào tình cảm, yêu ghét cá nhân. Phải khống chế mưu kế, chứ không để mưu kế khống chế mình. Những điều Dương Chỉ làm xuất phát từ ý chí kiên định và nội tâm vững chắc, không có bất cứ sự vật hay ngoại cảnh nào có thể tác động, làm hắn phân tâm. Sắp và quyết đoán cũng được, lạnh lùng tàn đạo cũng được, mưu ma trước quỷ cũng được, giết người nào, làm hại ai, tất cả chỉ là thủ đoạn biện pháp, không phải là mục đích. Hắn thành thạo điều khiển hết thảy, trước giờ chưa từng mê muội. Tất cả cái sách chỉ là quân cờ, còn hắn là người chơi cờ. Giang sơn như họa mấy vạn dặm, nhân gian loạn lạc mấy chục năm là ván cờ cho hắn bố thí. Mấy năm trước, thế nhưng người dùng thủ đoạn siêu nhiên vượt thời đại để ép buộc hắn rời khỏi ván cờ, chỉ cho hắn đứng xem mà không được điều khiển quân cờ. Bây giờ, một lần nữa, hắn lại ngồi vào ghế người chơi. Lần này, hắn sẽ không thất bại. Đã sang ngày thứ hai, Sở Ngọc trở Thiên Như Kính cả ngày, đấu tranh tâm lý với hắn suốt một đêm. Nàng chẳng lo việc mình giữ Thiên Như Kính và việc Tiểu Phi trong phủ có vấn đề gì không, chỉ cần tránh để người khác xông vào phòng chứng kiến sự tình là được. Xuất phát từ tai tiếng của Sơn Âm công chúa, người ngoài sẽ xuyên tạc thành các chuyện khác, chứ không lo cho sự an nguy của hai người bọn họ. Thiên Như Kính bị trói chặt chân ghế, Sở Ngọc cũng ngồi dựa trên ghế, toàn thân buông lỏng, nhưng vẻ mặt và nội tâm căng thẳng như dây cung đang kéo căng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua khe cửa, vừa lúc vạch một đường thẳng giữa hai người như một tấm lá ngăn cách. Những hạt bụi li ti bay trong nắng sớm, nhưng có lẽ là ít hơn so với thế kỷ 21 mà Sở Ngọc đã từng sống, bởi vì không khí ở đây trong lành hơn. Sau một đêm không ngủ, lại bởi vì lo lắng nên có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt Sở Ngọc. Mắt nàng bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn chầm chầm nhìn Thiên Như Kính. Thiên Như Kính không phải người khỏe mạnh cường tráng lắm. Lúc trước nằm mê man một lúc nhưng lại chưa ăn uống gì, cả người mệt mỏi không kém gì Sở Ngọc. Sở Ngọc biết cứ ngồi đối diện như thế này không tác dụng gì cả. Nàng cứ nhìn hắn chầm chầm mà không làm gì, thì cho dù có nhìn đến mù mắt cũng không thể làm gì Thiên Như Kính. Thà rằng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, ngủ một giấc rồi suy tính tìm biện pháp khác. Chỉ có điều nàng không ngủ được, cứ tưởng tượng đến dáng vẻ suy yếu thiểu thụy của Dung Chỉ. Ngực nàng như có một dòng lửa thiêu đốt. Nàng rất sợ chẳng may lúc mình vừa ngủ lại nhìn được tin Dung Chỉ chết, cho nên nàng không thể nào chợp mắt, dù chỉ trong chốc lát. Mà trong lòng Thiên Như Kính cũng là cảm giác không thể buông xuôi như vậy. Hắn cứ nhìn Sở Ngọc đăm đăm, dù biết lòng nàng đang nghĩ đến một người khác. Càng nhìn, hắn càng đau đớn khó chịu, nhưng vẫn không thể rời mắt được. Dù kết cục có thế nào, nhưng lúc này có thể được thấy nàng, được ngắm nàng thật lâu, vậy là đủ rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa khe khẽ. Sở Ngọc dùng lực dây ấn đường, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, rồi mới mở cửa ra. Trước cửa là Hoàn Viễn. Hắn vốn ở trong phòng cùng nàng đấu tranh tâm lý với Thiên Như Kính, nhưng nửa canh giờ trước bỗng nhiên cáo từ rời đi. Sở Ngọc tưởng hắn đi nghỉ,
Không ngờ lúc này hắn bê tới một mâm gỗ sơn đen, trên là thức ăn nóng hổi. Thì ra hắn đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Hoàn Viễn thấy Sở Ngọc giật mình, biết là nàng quên hắn chuyện ăn uống, trong lòng thầm thở dài. Hắn vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: Công chúa, dù lo cho Dung Chỉ nhưng cũng nên biết thương lấy bản thân mình. Vì Dung Chỉ mà như vậy thật không đáng. Nhưng câu này hắn nuốt vào trong, không nói ra lời. Hắn cho rằng không đáng, nhưng hình như Sở Ngọc không nghĩ vậy. Thật ra với tư cách của hắn, nói câu đó không có gì là quá. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy không nên nói điều đó, thậm chí chỉ nghĩ thôi cũng không nên. Hoàn Viễn quay lại, khiến không khí cứng ngắc trong phòng trở nên dịu đi hơn. Hắn cũng thức suốt đêm, nhưng tinh thần không đến độ căng thẳng như hai người. Nếu có thể có bất cứ tia ỉ ỏi không phát hiện trên gương mặt của hắn đều nhanh chóng bị vẻ tuấn mỹ trong sáng lấn át đi. Nghe lời nói ôn hòa hiền hậu, tâm tình Sở Ngọc buông lỏng hơn. Đa tạ. Sở Ngọc cầm cái bát cháo, ngồi xuống một bên xúc từng thìa vào miệng. Cháo thịt bằm nóng hổi, không biết chọn với loại dược gì, mới nếm thử thì hơi khó nuốt. Nhưng khi vào miệng, vị ngọt của gạo và thịt hòa quyện như thấm vào ruột gan, khiến cả người thấy ấm áp hẳn lên. Sở Ngọc đã ăn lưng lửng dạ, tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng đặt bát cháo xuống, một lần nữa cảm ơn Hoàn Viễn, rồi mím môi hỏi với vẻ hơi do dự: Hắn thế nào rồi? Nghe lời nói không ôn hòa. Không cần nêu đích danh, hắn đương nhiên là nói Dung Chỉ. Hoàn Viễn đi lâu như vậy, không thể chỉ đến nhà bếp. Có lẽ hắn đã bao quát một vòng tình hình trong phủ, bao gồm cả Dung Chỉ. Hôm qua trước khi đến chỗ này, Sở Ngọc đã phái người chăm sóc Dung Chỉ, cũng dặn dò Hoa Thác nếu Dung Chỉ có vấn đề gì thì báo với nàng ngay. Nhưng từ hôm qua đến giờ, nàng chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ Mộc Tích Viên. Không biết như vậy là tốt hay xấu. Nghe Sở Ngọc hỏi, Thiên Như Kính cũng căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của Hoàn Viễn. Hoàn Viễn thấp giọng đáp: Vẫn như vậy. Vẫn hôn mê, hô hấp mong manh, tim đập yếu ớt, hầu như không bắt được mạch, da tái nhợt lạnh lẽo như xác chết. Mặc dù xưa nay Hoàn Viễn vốn không hòa thuận với Dung Chỉ, nhưng chứng kiến tình trạng này cũng không khỏi chấn động. Sở Ngọc lộ vẻ thất vọng, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói lãnh đạm của Thiên Như Kính: Quả nhiên là như thế, thời gian của Dung Chỉ không còn nhiều. Ngực nhỏ bút, Sở Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Như Kính, dù biết hắn không có ý đồ bỏ đá xuống giếng. Lúc này, trừ phi hắn chịu giúp đỡ Dung Chỉ, ngoài ra hắn nói gì cũng khiến nàng chán ghét. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của hắn, Sở Ngọc biết mình không thể làm gì, trong lòng càng rối như bò. Hoàn Viễn đứng phía sau Sở Ngọc, hắn ở rất gần, có thể thấy bờ vai nàng run rẩy. Tuy nàng đã mặc áo ấm dày, nhưng nhìn từ góc độ này, hắn vẫn thấy nàng yếu ớt, đơn độc biết bao. Hoàn Viễn bỗng mở miệng: Công chúa, để ta. Dừng một chút, hắn lại bổ sung: Công chúa đừng làm bẩn tay mình, để ta thay nàng. Hắn sẽ đích thân dùng hình với Thiên Như Kính. Sở Ngọc nghe vậy ngẩn người, chậm rãi xoay lại, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Tuy Hoàn Viễn không nói ra, nhưng nàng có thể cảm nhận được. Hắn không ủng hộ hành vi khinh nhờn thiên sư, tại sao bỗng nhiên lại chủ động yêu cầu giúp đỡ nàng? Đối diện với ánh mắt quan tâm lo lắng sâu sắc của Hoàn Viễn, Sở Ngọc nhất thời nhận mình. Không phải hắn bỗng nhiên đổi tính, mà là vì muốn giảm bớt gánh nặng cho nàng, nên mà bắt buộc bản thân làm một chuyện trái lương tâm. Sở Ngọc thở dài, lắc đầu: Để ta nghĩ thêm đã. Chuyện gì mình không muốn thì đừng đẩy cho người, nàng không thể làm như vậy được. Hoàn Viễn đập phải kẻ máu lạnh, có thể ra tay tàn bạo mà không hề chớp mắt. Nàng không thể vì sự giảm nhẹ cho mình mà lại đẩy gánh nặng lên vai hắn. Cho đến hôm nay, nàng không biết phải cảm ơn Hoàn Viễn thế nào. Thật ra nếu muốn thật sự động thủ, nàng có thể giao Thiên Như Kính cho Hoa Thác. Vì sự sống chết của Dung Chỉ, chắc chắn Hoa Thác sẽ không hạ thủ lưu tình.
nhưng Sở Ngọc không nhẫn tâm. Nàng không nhẫn tâm nhìn Dung Trị chết đi, cũng không nhẫn tâm dùng hình với Thiên Như Kính. Kết quả là tự đày đọa chính mình. Huống chi việc này giao cho Hoa Thác, chưa chắc đã đạt kết quả như mong muốn. Bị tra tấn tàn bạo, rất có thể Thiên Như Kính sẽ bị chuyện lừa nàng. Không những không cứu được Dung Trị, mà hắn còn có thể chết nhanh hơn. Chuyện nghĩ thêm kéo dài đến ngày thứ ba. Phù Tình gặp Hoa Thác, Sơ Ngọc thấy mặt hắn đã thâm quầng. Bởi vì Thiên Như Kính vẫn ở trong phủ, bên ngoài bắt đầu rũ lên tin đồn, còn nữa lan truyền tới tốc độ chóng mặt. Aman đã đào đường hầm đến khu vực ngoại uyển, nhưng bởi vì chưa xác định được hướng nào có thể ra khỏi phạm vi phủ công chúa nên tạm thời dừng lại. Liễu Sắc không còn mải mê đếm tiền nữa. Lưu Tang tìm đến Sơ Ngọc 8 lần nhưng đều bị Hoàn Viễn từ chối khéo. Hà Tập vẫn chưa rời phủ. Một lần đi qua Mộc Thiết Viên, phường tráng tuấn mỹ của Hoàn Viễn lại nhíu mày. Bất chi bất giác, trong phủ công chúa không khí căng thẳng bao trùm. Sơ Ngọc chẳng để ý đến những chuyện đó. Nàng không ăn không ngủ, toàn bộ tâm tư chỉ đặt ở hai chuyện. Thứ nhất, Thiên Như Kính nhất định không chịu hợp tác. Thứ hai, Dung Trị vẫn hôn mê. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục lắng nghe câu chuyện các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.